cả nhà đã quay lại với kênh của Thái Kali nha. Hôm nay Thái sẽ chia sẻ với cả nhà một món bánh mì gọi là tiếng Việt kêu là bánh mì xoắn đi, còn tiếng Anh thì kêu là pretzel. Cái món bánh này thì ở Mỹ nó bán trong những cái shopping mall, nó có một cái tiệm rất là nổi tiếng có tên gọi là Auntie Annie's, nhưng mà Việt Nam thì không biết là có không nên Thái kêu là bánh mì xoắn đi. Mọi người thấy thích thì cùng vào bếp với Thái nha. Thì ở đây Thái có là 50g sữa tươi với 100g nước. Mình bỏ vô trong microwave khoảng 30 giây nha, cho nó cái này nó ấm lên. Sau đó mình cho là 20g bơ tan chảy ra và 30g đường và 70g men. Sau đó mình quậy lên và để cho cái men này nó nở ra. Và tiếp tục mình chuẩn bị bột. Ở đây là mình có là 280g bột mì số 8 đó, cả nhà, bột mì đa dụng đó. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối và mình đổ cái hỗn hợp sữa, cái men hồi nãy mình quậy vô, và mình trộn đều cái hỗn hợp bột này lên và mình đem đi đánh máy nha cả nhà. Thì nếu cả nhà không có máy thì cả nhà nhồi bằng tay, nhồi khi nào cái bột nó mịn lại là được. Còn đây thấy có máy thì đi đánh máy cho nó tiện đó cả nhà. Rồi mình bỏ vô máy, mình đánh khoảng 10 phút nha cả nhà. Thế đánh số 6 thì khoảng 10 phút. Cái máy của Thái là có 8 số, Thái đánh ở số 6 và Thái đánh 10 phút. Thì sau khi mà cái mình bỏ cái bột, bạn cả nhà thấy không, nó không có quấn lên, thì mình lấy cái tay hay cái cây gì mình khều bột lên thì nó sẽ cuộn là một khoanh tròn, và nó cứ đánh cho đến khi nào cái bột nó mịn thì mình lấy ra. Thì cỡ 10 phút thôi cả nhà thì bột nó mịn rồi, và sau đó mình lấy ra và mình cuộn tròn cái khối bột lại, và mình cho vô cái thau này luôn, cái thau mình đánh bột này luôn, và ít dầu chiên, dầu ăn đó cả nhà. Và mình bỏ cục bột vô và mình đậy lại, mình cho bột nghỉ là 2 tiếng nha cả nhà. Thì trong 2 tiếng đó mình để chỗ nào ấm ấm cũng được, để cho cái bột nó nở ra. Rồi sau khi mà 2 tiếng thì bột nó nở ra, và mình đem ra mình làm bánh nha. Thì mình dải một lớp bột khô lên cho nó khỏi đỡ dính nha cả nhà. Và cái khối bột này thì Thái làm được 6 cái bánh nha. Thái chia làm 6 khối bột. Thái chia 6 khối bột và lần lượt thấy đem từng khối ra và lăn lại thành một cái hình gọi là hình như chiếc đũa vậy đó cả nhà, dài, hình dài ra và nhỏ ra. Thì mình lăn dài ra thì mình dễ quấn lại đó cả nhà. Thì mình cứ lấy tay này mình cuộn lăn ra và mình quấn nó lại. Đã thấy quấn cái bên này cho cả nhà dễ thấy. Đó, mình bỏ vô cái này rồi mình đắp cái bề bên kia lên và mình cuộn. Nếu mình cuộn một lần cũng được, ngoài ta cuộn hai lần cũng được. Rồi cuộn lên và còn cái mối dưới á, mình cho nó dính vô cái khoanh tròn ở dưới, mình đè vô thì nó dính lại. Và ở phía bên đây là Thái chuẩn bị cái giấy nến đó cả nhà, để mình để cái bánh lên luôn, lát nữa mình cắt ra cho nó dễ. Rồi thì mình cứ tiếp tục mình làm nha, cả nhà làm y như Thái vậy nè. Cứ cuộn cái khối bột da dài và mình gấp lại. Thì cái bánh này nó rất là dễ làm cả nhà, nó không có khó, nhưng mà mình ấy bột da cho nó dài thì mình dễ quấn hơn. Đó thì Thái cũng làm ngắn thôi, cũng không có dài lắm. Ở ngoài tiệm người ta làm dài hơn nữa, và cái bánh nó bự hơn nữa cả nhà. Thì nó cái bánh nó bự ra thì cái bờ ngang thì nó nhỏ lại, còn đây cái bánh thấy vò ngắn thì cái bờ ngang nó lại lớn hơn. Thì mình cứ tiếp tục mình lăn hết cho 6 cái bánh này nha cả nhà, thì làm y chang như Thái vậy nè. Thì
6 cái bánh đó cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình lấy cái kéo nha, mình cắt da, cắt cái giấy nến mình da để mình lấy từng chiếc bánh da. Đó. Rồi sau đó là mình cho vô là 1 lít nước nha cả nhà. Xong mình bắt lên bếp và mình cho là 60g baking soda, là cái bột muối đó cả nhà, bột muối nở đó. Rồi mình bỏ vô đây, mình quậy cho nó tan ra. Và khi mà nước nóng lên, không cần sôi đâu cả nhà, nước nóng lên thì mình bỏ bánh vô mình luộc. Thì cái bánh nó, mình bỏ vô thì nó không có chìm xuống đâu nha, cái bột nó nổi lên. Thì mình lấy cái vá này mình múc nước, mình đổ lên trên cái bánh cho nó giống như phải cho nó đầy nước đó, để cho nó cái bánh lên phía trên nó có nước để nó không bị khô đó cả nhà. Rồi thì mình bỏ vô rồi mình lấy cái tờ giấy ra nó dễ dàng hơn. Khi mà mình không có cái tờ giấy thì mình bỏ vô thì sợ nó khó đó cả nhà. Đó rồi mình đổ nước lên. Và bên kia mình chuẩn bị một cái mâm nha, một cái mâm mình lót giấy nến lên luôn. Thì cái mâm mình lót giấy nến lên đó thì để một lát mình nướng luôn. Bây giờ mình vớt ra rồi một chút xíu mình để cái mâm này vô, mình bỏ vô trong cái lò nướng và mình nướng luôn. Thì cái nhà cứ tiếp tục luộc cho hết 6 cái bánh nha. Mình luộc xong rồi mình bỏ ra cái mâm. Cái bánh đó đã luộc xong và bây giờ Thái chép một lớp trứng với sữa lên nha. Một cái trứng với cho một muỗng canh sữa, mình đánh đều và mình lấy cái cọ mình trét lên. Thì trong giai đoạn này nếu mà cả nhà ăn có cái lớp muối phía trên hoặc lớp đường phía trên á thì mình bỏ lên nha. Còn đây Thái thích ăn bình thường thôi, Thái không có thích ăn đường với muối. Thì sau khi mình làm xong thì mình đem đi nướng là 200 độ F, 93 độ C khoảng 10 phút. Và sau đó mình tăng lửa lên là 300 độ F, 148 độ C và nướng thêm 10 phút nữa nha cả nhà. Thì sau khi mình nướng xong là cái bánh nó rất là vàng, là đẹp luôn cả nhà. Thì mình trét thêm lên một lớp bơ nha, cho nó bóng bẩy cái bánh cho nó đẹp đó cả nhà. Thì bánh đã xong rồi, để mình cũng đã là làm trọn vẹn được 6 cái bánh rất là ngon. Thì cảm ơn rất là nhiều cả nhà đã theo dõi video của Thái. Và nếu mà cả nhà thấy thích thì cho Thái một like và một subscribe để có Thái có những cái nghị lực hơn nữa để ra những cái video mới hay hơn nữa và những cái bánh ngon hơn nữa để cả nhà cùng tham khảo nha. Thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tới. Bye bye.